tất cả quý vị và các bạn. Tháng 11 đầy ưu tư nhung nhớ, nhớ ký ức của một thời nhỏ dài, thời học sinh. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ký ức về thời học trò. Đó là những tháng ngày được học tập dưới mái trường, được sự dìu dắt của thầy cô, để là những hành trang đầu tiên để chúng ta bước vào đời, quãng đời của cuộc đời. Và tháng 11 đến, chúng ta lại nhớ đến những thầy cô, những người đã không ngại quần ngại khó khăn để truyền thụ những kiến thức, kỹ năng cũng như là những kỹ năng sống, những vốn sống để chúng ta bước vào đời. Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi. Công cha mẹ con luôn tạc dạ, nghĩa cô thầy con mãi khắc ghi. Nhân ngày hiến chương nhà giáo 20 tháng 11, em xin được kính chúc các quý vị, quý thầy cô những điều tốt đẹp nhất. Chúc các quý thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp chồng người, luôn trẻ trung, để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi và yêu thương đối với tất cả mọi học sinh. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có nên nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.